Trọng Nguyên kính chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Và bây giờ, Trọng Nguyên cập nhật những bản tin mới nhất liên quan đến Ukraine gần đây. Đó là cái đảo Crimea, kho đạn của Nga lại nổ thêm một lần nữa rồi. Lúc nãy cách đây một tiếng đồng hồ, Nguyên đã cập nhật cho các quý vị một kho đạn đã nổ. Và bây giờ lại thêm một kho đạn đã nổ nữa rồi. Có nghĩa là trong một ngày ở tại đảo Crimea đã có hai kho đạn của Nga ngay trong căn cứ quân sự đã bị nổ. Hiện bây giờ lý do nổ vẫn là đặt một cái nghi vấn. Chắc chắn là không phải là do quả tiễn bắn từ xa đến. Cái điều đó là chắc. Cái điều đó là cái khẳng định là không phải do quả tiễn vì cái cách nổ nó không phải giống như vậy. Nhưng có nói rằng là cái căn cứ quân sự của Nga trong một ngày duy nhất có một cái nổ từ hừng sáng và bây giờ chưa đã nổ thêm một cái kho đạn nữa. Và hiện bây giờ theo một nguồn tin địa phương của quân đội của Nga công bố, theo họ tình nghi là do máy bay không người lái đã tấn công vào kho đạn của họ. Hiện bây giờ đây là cái giả thuyết đầu tiên mà thôi. Hiện bây giờ không biết là cái nào mới là chức thật. Nhưng theo cái giả thuyết đầu tiên và thông tấn TASS cũng đưa lên, đó là tình nghi là do một cái nhóm khủng bố trà trộn ở trong đảo Crimea. Và ở tại nơi đó họ dùng máy bay không người lái và đâm vào kho đạn của Nga. Nên kho đạn đã bị bùng phát nổ. Thật hư như thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng cái điều mà chúng ta biết là kho đạn của Nga bị tổn thương. Mà kho đạn của Nga bị tổn thương thì Ukraine họ rất là vui. Đơn giản là như vậy. Vì nếu Nga cạn kiệt vũ khí, Nga không thể nào cung cấp vũ khí cho phía bên miền Nam được. Hiện bây giờ mình không biết cái lực lượng nào tấn công vào. Mà mình biết là cái lực lượng này nó đánh trúng địa điểm. Nó đánh quá hay. Nó đánh trúng địa điểm vì cái đảo Crimea là cái nơi cung cấp vũ khí, cung cấp đạn dược. Cái nơi này là căn cứ quân sự của Nga để tiếp tế và để điều hành lực lượng ở tại khu vực Biển Đen. Và cái nơi này là cái nơi trung tâm chỉ huy ở tại khu vực Biển Đen. Và cái nơi này đang bị đánh te tua của chú anh chị em trong mấy ngày gần đây. Thì lý do tại sao mà các quý vị đã hiểu là người dân Nga phải tháo bỏ chạy ra khỏi đảo Crimea. Có nghĩa là trong vòng chưa tới một tuần thì cái đảo Crimea đã bị tấn công hai lần. Và rõ ràng là mục tiêu đều đạt tiêu chuẩn, đánh trúng mục tiêu không chết người dân thường. Có nghĩa là bắn trúng mục tiêu căn cứ quân sự. Và cái lần nổ cuối cùng này có một người bị thương. Trong căn cứ quân sự có một người bị thương. Thì cái điều này các quý vị thấy rõ được cái gì? Có nghĩa là có tình báo chính xác. Tình báo cực kỳ là chính xác. Quý đã nói rồi, tất cả hành động của Nga nó nằm trong bàn chân của quân đội Ukraine ngày hôm nay. Ngày hôm nay tất cả cái sự việc gì Nga nhúc nhích thì cũng có tình báo họ báo cáo cả. Bây giờ nó nằm trong bàn chân chứ không phải làm bàn tay nữa các quý vị. Làm bàn tay là chuyện nó quá bình thường. Bây giờ nằm trong bàn chân của Ukraine. Nên là cái đảo Crimea ngày hôm nay nó không còn được an toàn nữa. Và Nguyên nói chung, tất cả lực lượng quân đội của Nga dù bất cứ một nơi nào không còn được an toàn nữa. Có thể nói đây là một cái sự mất mát rất là lớn cho Nga trong ngày hôm nay ở tại đảo Crimea, khi số lượng vũ khí của họ ở tại nơi đó đã bị bùng nổ. Và chưa đâu, đây chỉ là mới khởi đầu cuộc chiến. Trước khi Ukraine tấn công thì Ukraine sẽ làm cạn kiệt kho viện trợ vũ khí của Nga trước. Đây là chiến lược của Ukraine đã khởi đầu trước khi cuộc chiến. Chiến lược của Ukraine là như thế nào? Đầu tiên là họ tấn công ngay trăng mặt trận. Ngay trăng mặt trận hai bên, bây giờ không nữa. Ukraine đã đi sâu vào, sâu hơn những nơi hậu cần, những kho lương thực, những kho vũ khí của Nga, những kho tiếp tế của Nga. Ukraine đã dùng hệ thống HIMARS đã tiêu hủy hàng loạt ở tại những tỉnh thành giống như là Kherson, Melitopol và bây giờ đảo Crimea, trước khi Ukraine phát động hơn 1 triệu binh sĩ phản công để lấy lại đất nước của mình. Và sự hành động này trong thời gian vừa qua đã thấy được sự thành quả rõ nét qua sự nỗ lực của tình báo của Ukraine. Và cái này các quý vị cũng thấy rõ được là bây giờ tình hình khá là căng thẳng. Ngày hôm nay thì phía bên Nga họ công bố chính thức nếu Ukraine tấn công vào cây cầu lớn nhất của tại châu Âu, 19 cây số bắc giữa từ đảo Crimea đến Ukraine,
thì họ sẽ có hành động cụ thể đáp trả trả thù Ukraine một cách dữ dội. Nhưng họ không có nêu lên là họ sẽ đáp trả bằng như thế nào. Nhưng họ cảnh cáo Ukraine rằng nếu Ukraine đụng vào cái cầu của họ thì Ukraine phải nhận lấy hậu quả. Và đây là lời cảnh cáo của phía bên Nga khi tình hình hiện bây giờ cây cầu của Nga có thể trở thành mục tiêu kế tiếp của Ukraine. Thì gặp Nguyên là Nguyên bắn ngay lập tức. Nguyên là chỉ huy miền Nam, Nguyên không biết Nga đe dọa cái gì, Nguyên không biết. Nhưng gặp Nguyên là Nguyên bắn ngay lập tức. Vì Nguyên bắn gãy cái cầu này, thì cái đường tiếp tế từ đảo Crimea đến Ukraine sẽ ngừng hoạt động. Không thể nào vận chuyển vũ khí nữa. Và cái điều đó sẽ làm cho Nguyên dễ thành công tấn công ở tại miền Nam hơn. Và Nguyên có thể lấy lại những tỉnh thành ở miền Nam một cách dễ dàng hơn. Nếu để cây cầu đó còn tồn tại, thì Ukraine sẽ đối đầu với sự khó khăn rất là nhiều khi Nga lúc nào cũng được sự tiếp tế lương thực và vũ khí đến từ đảo Crimea cho lực lượng phòng thủ của Nga ở tại miền Nam. Gặp Nguyên là dù hậu quả cái gì không biết, nghe ông đe dọa giờ bây giờ đất nước của tôi đến giai đoạn này còn sợ cái gì nữa? Còn sợ cái gì nữa? Gặp Nguyên là chỉ huy lãnh miền Nam là nhắm vào cây cầu, Nguyên bắn liền. Cái khổ là như vậy nè. Cái khổ là Ukraine họ vẫn muốn điều đó. Cái điều là những cái vũ khí mà họ sử dụng để bắn vào cây cầu, phần lớn là những vũ khí được sự viện trợ đến từ nước ngoài. Mà có nhiều quốc gia thì họ bắt buộc Ukraine phải cam kết với họ là không tấn công vào đất nước Nga. Và cái điều đó là họ bị kẹt ở trong cái phạm vi này. Nên đối với Nguyên cái cuộc chiến tranh này, người dân Ukraine, quân đội Ukraine là vô cùng bất công. Nga thì có thể thả bom, bắn bom bất cứ nơi nào ở tại Ukraine cũng được. Còn Ukraine thì bị hạn chế trong cái phạm vi của mình. Bởi vì nhiều quốc gia không muốn cuốn sâu quá trong cuộc chiến tranh này và họ bị liên lụy trong cuộc chiến tranh này. Nên cái đó là đối với Nguyên là cái sự bất công cho người dân Ukraine vô cùng trong cuộc chiến. Cuộc chiến tranh này, người dân Ukraine vô cùng bị bất công. Có nghĩa là họ chỉ có quyền phòng thủ trong đất nước của họ. Cái gì thuộc về của họ thì họ có quyền bắn. Mà cái gì không thuộc về của họ thì họ không được quyền bắn. Vì có thể cái cầu này là do Nga là người xây dựng, nên họ không được quyền đụng tới. Nhiều quốc gia như thế, họ không muốn cuộc chiến tranh này cuốn họ vào và họ bị xấy trong không rời khỏi được. Đó là bản tin liên quan đến đảo Crimea mà đang sôi động, mà Nguyên tin chắc là ông Putin ngày hôm nay phải nhức óc. Vì tại sao căn cứ quân sự của mình, hai căn cứ khác nhau đều bị tấn công hết và kho đạn đã bị nổ hết. Và bây giờ, cái bản tin chấn động với cái tựa đề của ngày hôm nay và tình hình cực kỳ là căng ở tại Belarus. Cho Nguyên đưa lại những bản tin cho các quý vị biết là tình hình của Belarus như thế nào. Belarus đã từng công bố họ với Nga sẽ tập trận. Cô chú anh chị em cũng biết vừa qua là từ ngày 11 đến ngày 15 Tây. Cách đây họ tập trận mới vừa xong không lâu. Và họ sẽ công bố là họ sẽ có tập trận với Nga nữa vào ngày 21 đến ngày 24 Tây. Là cái tập trận kế tiếp. Cái đó là những gì Belarus công bố. Thời gian gần đây thì có một chuyện lạ mà Nguyên đã cập nhật cho các quý vị. Đó là căn cứ quân đội của Belarus đã bị người ta tấn công. Tuy rằng Belarus không thừa nhận điều đó. Belarus cho rằng là một sự tai nạn. Nhưng theo vệ tinh cho biết là căn cứ quân sự của Belarus đã hoàn toàn bị tấn công và thiệt hại rất là nặng nề ở tại Belarus. Mà chính phủ Belarus cho rằng chỉ là một cái tai nạn do cái quả tiễn phòng thủ S-300 nó bị nổ. Và cái điều này nó khó thuyết phục. Và cái điều này thì người ta dẫn đến một cái lập luận là Nga cố tình bắn vào Belarus đổ lỗi cho Ukraine để ép Belarus tham chiến vào cuộc chiến. Đây là chiến lược quân sự của Nga. Nhưng mà Belarus không muốn tham chiến. Nó có những tin đồn, tin đoán. Ngày hôm nay thì cái tình hình cực kỳ là nguy hiểm. Phía bên Ukraine công bố chính thức hai quả tiễn đã bắn từ Belarus vào đất nước Ukraine. Hai quả tiễn. Và họ đã nhìn theo vệ tinh một số lượng binh sĩ cực kỳ là đông của Nga đang ở áp sát biên giới Ukraine. Nga đang sử dụng đất nước Belarus trở thành một cái quốc gia có thể trong những ngày kế tiếp Nga sẽ tấn công thủ đô Kiev.
cái số lực lượng binh sĩ của Nga đang đóng đô ở tại Belarus cực kỳ là đông, theo nguồn tin tình báo cho biết. Và làm cho dấy lên một cái sự sợ hãi rằng là Nga sẽ tiếp tục tấn công bằng đường Belarus. Và nó có thể dẫn đến sự đáp trả của Ukraine và sẽ dẫn đến sự Belarus tham chiến trong cuộc chiến tranh này. Cái chiêu này của ông Putin, ông độc lắm. Chiêu này của ông Putin, ông cực kỳ là độc. Vì ông không xúi dục được Belarus tham chiến. Ông không ép được Belarus tham chiến. Bây giờ ông sẽ lợi dụng khi Belarus cho phép Nga sử dụng căn cứ của Belarus, cho phép Nga sử dụng đất để mà vận chuyển vũ khí. Rồi ông dùng nơi đó để tấn công Ukraine. Thì Ukraine bắt buộc một giai đoạn nào đó bắt buộc phải đáp trả trở lại. Khi đáp trả trở lại thì ép Belarus tham chiến. Cái điều này ông Putin, ông chơi cái này là ông chơi hơi bị dơ đó. Các cái vậy à, chơi hơi bị dơ đó. Khi Belarus người ta đã không muốn tham chiến rồi. Thực tế là nếu mà Belarus muốn tham chiến thì lợi dụng cái lý do căn cứ quân sự cách đây 1-2 ngày đã bị tấn công thì có thể phát động cuộc chiến tranh với Ukraine. Nhưng chính phủ Belarus người ta đã cố tình đưa cái bản tin là tai nạn rồi. Người ta đã cố tình đưa cái bản tin là tai nạn, đây là một cái tai nạn thôi, không có ai tấn công tôi cả, để người ta không tham chiến. Thì bây giờ ông Nga ông chơi cái chiêu độc hơn nữa là ông điều động lực lượng quân đội của ông ở tại Belarus. Ông nằm đó luôn, rồi ông lấy cái đó ông đi bắn người ta. Thì các quý vị nghĩ coi, đi bắn người ta tất nhiên là trước sau gì Ukraine phải bắn lại rồi. Cái chuyện này không thể tránh khỏi. Bị bắn hoài, bây giờ bị bắn hai cái, nhưng mà bị bắn một hồi nữa là thế nào Ukraine cũng phải đáp trả. Rồi ông ta sẽ xúi dục rằng là Ukraine tấn công Belarus, rồi bắt buộc Belarus sẽ tham chiến. Quý không biết là chính phủ Belarus, ông Sekhenko, ông sẽ giải quyết cái mâu thuẫn mà do Putin gài đặt như thế nào trong cuộc chiến tranh này. Vì Putin đang muốn cần lực lượng, vì Putin cảm nhận được là cuộc chiến tranh này kéo quá dài. Putin đã từng nói mà, do Hoa Kỳ đã muốn cuộc chiến tranh này kéo dài. Và ông ta không thắng cuộc chiến tranh này được. Nên bây giờ ông ta phải lợi dụng Belarus trở thành con mồi chết thế. Nếu Belarus tham chiến, Putin có thể rút binh không đánh mà viện trợ cho Belarus đánh. Vậy là tất cả mũi dùi sẽ đổ xô vào Belarus. Và cái điều này là cái điều mà Belarus họ biết điều đó, chứ họ không biết. Biết là cái chiêu trò dơ bẩn của ông Putin đang đưa đất nước Belarus vào ở trong cái giai đoạn khó khăn. Bây giờ Belarus là đồng minh của Nga, đã từng cam kết cho Nga sử dụng căn cứ quân sự. Bây giờ Nga lợi dụng nó cứ bắn kiểu này sao được. Người dân Belarus họ vô cùng bất mãn, nhưng họ không làm được gì hơn với những cái cai trị độc tài. Họ không nên nói, kia là nói không nên lời. Thực tế là cái chiêu trò ở tại Ukraine do Putin chơi cái chiêu này cực kỳ là thâm độc. Cực kỳ là thâm độc các quý vị. Hiện bây giờ cái lực lượng quân đội của Ukraine bắt buộc phải phòng thủ với cái số lượng lên tới 40.000 binh sĩ của Ukraine phải phòng thủ ở tại miền Bắc. Đầu tiên là 20.000, sau này tình hình bất ổn cho thêm 10.000, bây giờ phải lên tới 40.000 phòng thủ ở tại vùng miền Bắc với biên giới Belarus. Vì tình hình càng ngày càng căng, 40.000 binh sĩ này thực tế nếu mà Belarus là một cái quốc gia đồng minh hay là thân cận với Ukraine, thì cái số lượng 40.000 này nó có thể tiếp tế cho vùng Donbass hay là vùng miền Nam Ukraine, nó vô cùng tác dụng. Nhưng bây giờ cái lực lượng quân đội của Ukraine bắt buộc phải phòng thủ ở tại vùng miền Bắc biên giới của Belarus. Vì nếu không phòng thủ thì Nga có thể lợi dụng đó mà tấn công thẳng vào thủ đô Kiev. Đó là một cái sự việc mà chúng ta đang cần phải bận tâm trong những ngày kế tiếp. Tình hình biến chuyển như thế nào khi Putin đang thất thế ở tại vùng miền Nam. Thì mình thấy rõ được là Putin thất thế, nói thì người ta không có tin. Thì thực tế là mình thấy rõ là căn cứ quân sự của Nga trong thời gian gần đây nó nổ hoài không ngừng. Nó bị nổ hoài không ngừng bằng đủ thứ hình thức, do pháo đài, do sự công kích, do máy bay không người lái, do hỏa tiễn, do hệ thống HIMARS. Tất cả đều bị tấn công không ngừng cả. Và Nga đang thất thế. Đó là bản tin, hai bản tin đang nóng nhất hiện bây giờ cách đây một tiếng đồng hồ. Các quý vị nha, Nguyên đưa đây là hai cái bản tin nóng nhất trong một tiếng đồng hồ. Và để cho các quý vị nắm rõ được cái tình hình chiến sự tại Ukraine. Và bây giờ, cho Nguyên đi qua cái bản tin một cái nơi cũng nóng thứ hai trên thế giới. Thứ nhất là Ukraine, thứ hai là Đài Loan. Và Đài Loan là một cái vị thế hiện bây giờ quan trọng
về cuộc chiến tranh tại Đài Loan mà bùng phát, thì các quý vị cũng biết là nền kinh tế cả toàn cầu sẽ bị suy yếu. Hiện bây giờ kinh tế đã suy yếu rồi. Kinh tế đã suy yếu rồi. Mà nếu có nữa thì càng suy yếu hơn nữa. Thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị bản tin liên quan đến vấn đề Đài Loan. Các quý vị cũng biết là cái vấn đề Đài Loan nó bắt đầu dậy sóng mà bắt đầu cả thế giới chú tâm. Đó là cái chuyến đi của bà chủ tịch Hạ viện Nancy. Và đã làm cho Tàu Cộng phải nổi điên mất và Tàu Cộng không thể nào chấp nhận được. Và Tàu Cộng đã tập trận có thể là trong mấy ngày vừa qua với những cái vũ khí, khí tài quân sự đáng sợ. Họ đã bắn cả luôn 11 cái quả tiễn trên đất nước Đài Loan và gớt vào những vùng biển xung quanh đó để giết cả tấn cá. Giết cả tấn cá. Thì những loại quả tiễn của Tàu Cộng sản xuất các quý vị cũng biết mà. Hên xui vì chất lượng của họ hên xui. May mắn thay cho Đài Loan là nó gớt đúng địa điểm. Nó mà xê xích địa điểm là nó gớt vào trong lãnh thổ của Đài Loan rồi. Và chuyện gì đã xảy ra? Sau đó thì người ta nghĩ là mọi sự việc đã im xuôi. Tàu Cộng cũng hết tập trận. Thì cái phái đoàn mà người hôm qua Nguyên cập nhật đó là cái phái đoàn của Hoa Kỳ đó đã đến ghé thăm Đài Loan. Trong đó có thượng nghị sĩ và dân biểu. Thì khi cái phái đoàn đó thì Tàu Cộng đã nổi điên lên không chấp nhận được nữa. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã khi dễ chúng tao. Tao đã tập trận, tao làm đủ thứ rồi. Tao đã nói tụi bay là tụi bay không, tụi bay vẫn làm như thế là tụi bay coi thường tao. Nên Tàu Cộng đã tập trận tiếp. Thì cái phái đoàn mà có khoảng 5-6 người gì thượng nghị sĩ đó đến Đài Loan với mục đích gì? Thứ nhất là bởi vì có một việc quan trọng họ phải đến. Ngày hôm nay họ đã gặp cái tập đoàn chip bán dẫn TSMC của chú anh chị em, chip bán dẫn của Đài Loan. Vì gần đây nhất là Hoa Kỳ muốn đầu tư xây dựng cái công nghệ chip bán dẫn chung với Đài Loan và nhiều quốc gia khác. Trong đó sẽ có Nhật Bản tham gia, Nam Hàn, Mỹ và Đài Loan. Và Hoa Kỳ muốn đầu tư vào với cái số tiền tới 50 mấy tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là mở một tập đoàn công ty chung chip bán dẫn. Và cái công nghệ người ta có, cái điều người có, mình Hoa Kỳ bỏ vốn vào của chú anh chị em để lấy cổ phần trong đó. Với 53 tỷ Mỹ Kim lận, Tổng thống Joe Biden đã ký cái đạo lực đầu tư với 53 tỷ. Nên cái chuyến đi này, chuyến đi của năm thượng nghị sĩ này để gặp công ty tập đoàn TSMC của Đài Loan để nói chuyện về cái vấn đề này. À, có nghĩa là người ta không phải đi không không, người ta đi làm lan, người ta đi ban giao. Lý do tại sao mà Hoa Kỳ hứng thú về vấn đề này? Vì đây là cái nền công nghệ hàng đầu của thế giới. Tàu Cộng cũng có chế tạo chip bán dẫn. Nhưng chip bán dẫn của Tàu Cộng nó không đủ chất lượng bằng của Đài Loan. Cái công nghệ của Tàu Cộng nó không đủ trình độ của chú anh chị em. Và cái điều Hoa Kỳ biết rằng là hiện bây giờ Đài Loan và Nhật Bản là những quốc gia đang giữ cái công nghệ này hàng đầu. Và đặc biệt hơn nữa là với cái đối tác của Nam Hàn, có thể nó là tạo ra một cái sự việc tân tiến và sẽ đem một cái nền công nghệ mới. Và Hoa Kỳ sẵn sàng đầu tư 53 tỷ ở trong để lấy một phần cổ phần ở trong đó. Thì cái điều này là một cái điều tốt thôi chứ không có gì cả. Vì cái nền công nghệ này mà gớt vào trong tay của Tàu Cộng, nếu Tàu Cộng tấn công Đài Loan. Tàu Cộng tấn công Đài Loan cũng bởi vì ở tại Đài Loan có chip bán dẫn. Vì nếu để gớt vào trong tay của Tàu Cộng thì các quý vị biết rằng là Tàu Cộng sẽ khống chế nó. Nên bây giờ Hoa Kỳ muốn xen vào trước và để dù sau này có cuộc chiến tranh cái gì đi nữa thì Hoa Kỳ cũng danh chánh ngôn thuận có thể bảo vệ Đài Loan, bởi vì Hoa Kỳ đã đầu tư vào trong công ty tập đoàn chip bán dẫn của Đài Loan. Và cái chiêu này của Hoa Kỳ Nguyên thấy khá thâm, khá hay, đó là chiến lược quân sự. Thí dụ chúng ta có quyền điều động lực lượng quân đội để bảo vệ nhà máy của chúng ta. Chúng ta có quyền điều động lực lượng quân đội để bảo vệ công nhân của chúng ta. Khi cái quốc gia đó đang bị chiến tranh, chúng ta có thể hợp pháp bằng cách đó. Thì hiện bây giờ thì cái sự thỏa thuận được hay không thì Nguyên chưa có biết. Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn họ có đồng ý tổ chức ra một tập đoàn chung để vấn đề chip bán dẫn hay không còn một nghi vấn. Chỉ điều rằng là hiện bây giờ cái tình hình chúng ta thấy được sự gắn bó của Hoa Kỳ, của Đài Loan, của Nhật Bản và Nam Hàn càng siết chặt lẫn nhau. Đó là bản tin đầu tiên nhất
mà khá là hấp dẫn mà chia sẻ cùng các vị. Ngày hôm nay Đài Loan có nhiều sự việc khá là ly kỳ. Cái chuyến đi của bà Nancy, bây giờ người ta muốn biết rằng là cái nhận định của người dân Đài Loan như thế nào? Người dân Đài Loan có ủng hộ bà Nancy đến hay không? Nên là người ta đã làm một cái khảo sát, cô chú anh chị em, làm một cái khảo sát. Trong cái khảo sát này thì người ta nêu lên những con số sau đây mà Nguyên muốn cập nhật cùng các quý vị. Người ta cho rằng theo cái khảo sát vừa qua, sau khi cái chuyến đi của bà Nancy, sau đó cái tập trận của Tàu Cộng, thì người ta hỏi người dân Đài Loan là có ủng hộ không? Có ủng hộ bà Nancy không? Thì cái khảo sát cho biết là 53% người dân Đài Loan vẫn ủng hộ cái chuyến đi của bà Nancy. 24% phản đối. Còn con số còn lại họ không có cho ý kiến. Đối với họ là dù ý kiến không quan trọng. Đối với họ không cần thiết. Có nghĩa là dù sao cái người dân Đài Loan 52, gần 53%, 52,9 cho nguyên mạng phép lấy 53 đi. 53% đồng ý cái sự hiện diện của bà Nancy đến Đài Loan. Với con số phản đối chỉ có 24% mà thôi. Con số phản đối họ nêu lên là bởi vì cái sự hiện diện của bà Nancy đã làm cho sự căng thẳng leo thang và dẫn đến sự nguy hiểm và sự tập trận của Tàu Cộng. Đó là một việc. Ngoài ra thì người ta làm cái khảo sát và muốn đặt một câu hỏi là người dân Đài Loan có sợ hay không? Có sợ khi Tàu Cộng tập trận hay không? Có cái gì không? Thì 78% của chú và anh chị em, người dân Đài Loan trả lời là không sợ hãi gì cả. Họ không sợ hãi gì hết. Sự tập trận của Tàu Cộng họ không sợ. 78% họ trả lời là không có sợ hãi. Rồi người ta hỏi một câu nữa là theo các quý vị là Tàu Cộng có tấn công Đài Loan hay không? Tấn công Đài Loan hay không? Hay là trong tương lai giữa Tàu và Đài Loan có chiến tranh hay không? Thì theo cái khảo sát người dân Đài Loan cho chúng ta biết là 53% sẽ có. 53% sẽ có, cô chú anh chị em. 53% theo họ nhận định là sẽ có cuộc chiến tranh giữa Đài Loan và Tàu trong những ngày tháng kế tiếp. Ngày nào thì không ai biết được cái điều đó, nhưng theo cái nhận định và người dân Đài Loan. Rồi cái khảo sát cuối cùng mà người ta muốn đặt câu hỏi đó là nếu cuộc chiến tranh giữa Đài Loan và Tàu xảy ra thì Hoa Kỳ có bước vào bảo vệ Đài Loan hay không? Thì cái khảo sát này trong diễn đàn của Nguyên đã từng làm. Và đây là cái khảo sát của người dân Đài Loan Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. 47,5% họ nói rằng là Hoa Kỳ không vào cuộc. 47,5% Hoa Kỳ không vào cuộc. Và chỉ có 41% cho rằng Hoa Kỳ sẽ vào cuộc. Có nghĩa là số không tin tưởng Hoa Kỳ vào cuộc nó nhiều hơn cái số cho rằng Hoa Kỳ vào cuộc. Có nghĩa là 47 so với 44. Còn cái số còn lại thì họ không có ý kiến. Có những người, các vị khỏi khẩu xét là tôi không quan trọng, tôi không ý kiến điều đó. Có nghĩa là hiện bây giờ vẫn là chưa chắc Hoa Kỳ sẽ vào cuộc hay không. Cuộc chiến tranh như người Đài Loan. Tại sao mình đưa cái bản tin này? Vì người Đài Loan họ biết thực tế hoàn toàn. Họ không sống trong mộng mơ. Họ không trông cậy việc Hoa Kỳ. Người dân Đài Loan vẫn biết 47% họ không tin rằng Hoa Kỳ vào cuộc. 44% họ tin rằng Hoa Kỳ vào cuộc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là phân nửa người dân Đài Loan, hơn phân nửa người dân Đài Loan một chút, họ không tin tưởng điều đó. Nhưng họ không sợ. Họ không sợ Tàu. Dù biết rằng Hoa Kỳ có thể không tham chiến, nhưng họ không có sợ. Cái điều Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị là gì? Chứ họ không phải là mù quáng bất kể chết. Tôi tin tưởng Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ tôi không phải điều đó. Không phải là họ tin Hoa Kỳ tham chiến giúp đỡ họ thì họ mới chống đối Tàu, không. Dù Hoa Kỳ không có, họ vẫn giữ cái lập trường của họ là như vậy. Tuy rằng họ biết rằng có thể là Hoa Kỳ sẽ không tham chiến, nhưng vấn đề đó không sao cả. Cái điều đó chúng ta thấy rõ được là cái sự việc. Đây là cái khảo sát mới nhất của báo của Đài Loan của ngày hôm nay. Các quý vị cũng biết là Nguyên lấy tin là Nguyên lấy từ trong gốc không? Nguyên lấy từ trong gốc, vì nó thông tin nó mới lẹ. Thì đây là cái khảo sát chúng ta biết là cái chuyến đi của bà Nancy vừa qua, nó đã dẫn đến có nhiều lập trường mà chúng ta tìm hiểu rõ hơn
cái tâm trí của người dân Đài Loan họ đang hướng về phía nào và họ đang quyết định như thế nào. Và họ là những người tương lai của đất nước và đang quyết định tương lai của đất nước của họ. Đó là bản tin liên quan đến khảo sát của Đài Loan. Và bây giờ một bản tin cũng khá là chấn động. Đó là sự nói chuyện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản và cuộc nói chuyện của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Ông Yamada Yasuka, ông Yamada Yasuka là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản. Các quý vị, ông ta đã có nói chuyện điện thoại cùng đồng cấp là ông Lloyd Austin. Trong cuộc điện thoại đồng cấp, hai bên đã trao đổi với nhau về vấn đề tình hình căng thẳng ở tại eo biển Đài Loan. Nhật Bản đang quan ngại về cái tình hình càng ngày càng nguy kịch ở tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nói chung chung là khối Á Châu chúng ta, với sự leo thang và sự bành trướng của Tàu Cộng và đe dọa mỗi ngày. Hai bên cho rằng lên án cái hành động tập trận của Tàu Cộng trong thời gian vừa qua, cho rằng cái hành động của Tàu Cộng đang tập trận và đe dọa Đài Loan là cái hành động phi pháp, đã làm ảnh hưởng rất là nhiều về sự an ninh trật tự và đặc biệt là nền kinh tế cả toàn cầu bị ảnh hưởng. Sự tiếp diễn lớn mạnh của Tàu Cộng ở tại khu vực sẽ làm đe dọa hòa bình đến cho nhiều quốc gia khác. Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ không để yên cho sự hành động này tiếp diễn. Hai bên còn nêu lên vấn đề căng thẳng của Bắc Triều Tiên. Nhật Bản đang đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đó là liên kết lại những quốc gia đang bị sự đe dọa của Tàu và của Bắc Triều Tiên để bảo vệ sự an ninh trật tự. Ông Lloyd Austin và dưới Yamasuka, hai bên nói chuyện với nhau khá lâu và họ sẽ đem ra cái chiến lược quân sự trong những ngày kế tiếp. Trong nguyên cáo lỗi, nếu cái tên của Nhật Bản là Yamada rồi Sakuka rồi đó, Nguyên phát âm không có chuẩn, các quý vị thông cảm cho. Tiếng Nhật của Nguyên ngoài cái chữ là Aishiteru, Toyota, Yamaha, Sushi, Wasabi đó, thì ngoài cái đó ra thì trình độ Nhật Bản của Nguyên cũng có nhiêu đó thôi. Nguyên chỉ thường tiếng nào Nguyên mà không biết, Nguyên chỉ học hai câu là đủ. Đầu tiên là Arigato, là tôi xin chào. Rồi gặp gái là Aishiteru, là anh yêu em, là đủ rồi. Nguyên chỉ học hai câu đó thôi. Nước nào, Nguyên đi đâu, Nguyên đi đến đâu, Nguyên cũng học hai câu đó hết. Hai câu đó là đủ rồi. Đi đâu cũng đủ xài rồi. Học hai câu đó là đủ để ngoại giao rồi. Còn mấy câu khác thì không sao cả. Từ từ học sao. Nhưng mà hai câu đó là đi đâu là cũng đủ xài rồi. Nên là cái vấn đề các vị cũng thấy được là Nhật Bản đó, người ta bắt đầu bảo vệ Đài Loan qua cái hình thức và muốn xác nhận qua ông Lloyd Austin là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Nên là cái điều này cũng là điều tốt cho Đài Loan. Và bây giờ một bản tin cũng liên quan đến Đài Loan nữa, cũng bản tin khá là tốt, cũng liên quan với nước Đức. Đó là lần đầu tiên nước Đức sẽ đem phi cơ chiến đấu của mình, cô chú anh chị em, và sẽ tập trận một thời gian cực kỳ là dài ở tại khối Á Châu chúng ta. Cực kỳ là dài. Ngày hôm qua, ngày 15 tây tháng 8, một số lượng phi cơ của Đức đã bay khỏi căn cứ ở tại miền nam của Đức và bay đến Singapore. Họ sẽ tạm thời ngừng tại Singapore. Họ bay hơn 12.800 cây số. Họ sẽ đến Singapore nghỉ mệt, đổ xăng. Sau đó họ sẽ bay đến Úc. Khi đến Úc, họ sẽ tập trận cùng quốc gia Úc và 17 quốc gia khác sẽ tập trận chung. Sau chuyến tập trận chung tại Úc, tất nhiên tập trận chung sẽ có những cái chuyến bay gần Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, những cái chuyến đi khu vực đủ thứ cả. Nói chung chung là chỗ nào cũng có, đặc biệt là gần Đài Loan nữa. Và họ sẽ bay trên bầu trời của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên sau hơn mấy chục năm, nước Đức không có đem quân sự hiện diện, đặc biệt là máy bay. Máy bay của Đức sau khi tập trận cùng Úc Châu xong, họ sẽ ghé ngang Nhật Bản. Họ sẽ tập trận cùng Nhật Bản. Họ sẽ ghé tập trận cùng Nhật Bản với quân đội của Nhật Bản. Sau khi tập trận cùng Nhật Bản xong, họ sẽ ghé vào tập trận với Nam Hàn. Sau khi tập trận với Nam Hàn xong, họ sẽ bay ngược về Singapore, họ nghỉ mệt và tập trận cùng Singapore. Và chuyến đi cuối cùng có thể họ ghé Ấn Độ. Có nghĩa là từ đó tới giờ nước Đức, họ không có điều động lực lượng quân đội của họ ở tại khu vực Á Châu của chúng ta, đặc biệt là máy bay. Đợt này thì họ điều động một số lượng máy bay cực kỳ là đông. Loại máy bay phi cơ chiến đấu, loại máy bay nộp năng lượng là dầu hỏa trên không,
họ điều động một lực lượng rất là đông mà tập trận chung cùng những quốc gia đồng minh của họ, vì họ cho rằng cuộc chiến tranh có thể bùng phát trong thời gian sắp tới ở tại khối Á Châu. Và lực lượng Đức phải có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và họ phải chuẩn bị sẵn sàng tác chiến cùng những quốc gia đồng minh của họ. Cái này thì các quý vị cũng thấy rõ được là nước Đức ngày hôm nay bắt đầu đã có, họ đang nhận định được là cái tương lai nóng bỏng sẽ xảy ra tại khối Á Châu và bắt đầu tập dựng chung. Có nghĩa là những cái quốc gia quan trọng họ tập trung hết. Nhật Bản, Đài Loan, Úc Châu, cô chú anh chị em Singapore, họ lấy Singapore làm căn cứ để nghi mệt. Nên là cái điều này thì cực kỳ là tốt. Đức là một cái quốc gia từ đó tới giờ, sau cuộc đệ nhị thế chiến, họ không có điều động lực lượng. Sau năm 1956 là họ không có hiện diện ở tại khối Á Châu chúng ta luôn. Gần đây nhất thì họ có đem một khu trục hạm để mà tập trận chung cùng Hoa Kỳ, chỉ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rõ được là Đức đang muốn chứng minh rằng trong tương lai chúng tôi sẽ đối tác cùng những quốc gia này để bảo vệ hòa bình trong khu vực. Đó là bản tin mà Đài Loan cũng chia sẻ chúng ta biết, và Đài Loan đã chấp nhận cho Đức bay trên bầu trời của mình để mà Đức, quân đội của Đức có thể tập trận ở cùng trên khu vực. Đó là bản tin liên quan đến khu xứng đề của Đài Loan ngày hôm nay. Ngoài ra thì vấn đề của Đài Loan thì có vấn đề lên tiếng của Đài Loan, lên án Tàu Cộng về vấn đề tập trận diễn ra tiếp tục, thì Trung Nguyên Mạng phép không chia sẻ. Và bây giờ chúng ta đi đến bản tin của Hoa Kỳ. Bản tin của Hoa Kỳ thì không có bản tin nào nóng hơn bản tin có liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump hết, đúng không? Nguyên biết là các quý vị đang muốn nghe bản tin này nên là Nguyên đưa cái bản tin này thôi. Nguyên không đưa những bản tin khác lặt vặt. Sau khi một nhóm FBI đã đột nhập vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump, các quý vị cũng biết, và cái sự đột nhập đó nó làm cho cực kỳ là căng thẳng và dậy lên một cái làn sóng chánh trị giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, hay là bên cánh hữu và cánh tả, đã làm dậy lên một cái làn sóng mới. Và sự phẫn nộ của người dân, đặc biệt là những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump cũng cực kỳ là nhiều, khi họ cho rằng là đảng cánh tả, đặc biệt là dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, đã lợi dụng quyền lực và đã dậm lên luật pháp và hiến pháp của Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên một vị cựu Tổng thống đã bị đột nhập vào nhà. Và cái hành động này họ nói là họ không thể chấp nhận được. Gần đây nhất thì FBI của Hoa Kỳ đã công bố tình hình chính trị, họ thấy được một cái làn sóng phẫn nộ và có thể dẫn đến cả luôn nội chiến trong đất nước. Tất nhiên, đây chỉ là một lời nói của phía bên FBI mà thôi. Còn thực tế, thực hư như thế nào? Gần đây thì các quý vị đã nghe Nguyên cập nhật vấn đề xả súng, mà họ cáo buộc những lời xả súng này là do ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến cái vấn đề này. Bởi vì FBI đột nhập vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump đã dẫn đến cái sự phẫn nộ và những người quá khích đã tấn công vào FBI hay làm những hành động tại Quốc hội. Gần nhất là chiếc xe đâm vào cổng cửa của Quốc hội và cầm súng bắn lên trời, cô chú anh chị em, rồi tự động tự sát. Cái điều này thì hiện bây giờ cái tình hình cực kỳ là căng thẳng, vì cái nguồn chính trị hai bên, đặc biệt là hiện bây giờ có rất là nhiều người âm thầm đang vận động để bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump, vì họ biết rằng đây là mưu lược chính trị và đang muốn không cho cựu Tổng thống Donald Trump ra ứng cử năm 2024. Và cái tình hình cực kỳ là căng thẳng khi cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc rằng là họ không phải chỉ có lấy những tài liệu gì thì hiện bây giờ chưa có công bố. Tuy rằng phía bên đảng cánh tả, truyền thông của cánh tả cho rằng đây có những tài liệu mật quốc phòng an ninh của quốc gia liên quan đến vũ khí hạt nhân mà cựu Tổng thống Donald Trump không được quyền phép đi ra khỏi lấy khỏi tòa Bạch Ốc. Nhưng thực tế thật hư như thế nào vẫn chưa biết. Còn riêng biệt về cựu Tổng thống Donald Trump, ông ta cáo buộc rằng là FBI đã lấy những cái điều mà không nên lấy. Thí dụ là visa của ông ta, những giấy tờ cá nhân của ông ta để trong những cái tủ sắt mà FBI đã lấy. Đây là phạm luật, FBI không được quyền làm chuyện đó. Đã lấy passport và visa của ông ta, những cái nơi mà ông ta đã từng xin đi được, đi đó đi đây được. Thì cái điều này thì chúng ta đã thấy rõ được là cái hành động này thì Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc FBI, và Tổng thống Donald Trump cho rằng là có thể FBI lợi dụng thời cơ trà trộn vào đã gài đặt những chứng cứ giả. Đây là cái điều mới rất là đáng sợ. Vì khi FBI đột nhập vào thì tất cả lực lượng, những cái người làm việc trong nhà phải bắt buộc rời khỏi nhà hết.
Chỉ có camera giám sát trong nhà thì vẫn coi được, nhưng không ai đi kèm, không ai quay phim được hết. Thì thường các vị biết là cái nhà ở tại khu vực nó lớn lắm, Malago là một cái biệt thự mà, nó lớn vô cùng, thì có nhân viên làm việc ở đó. Đúng ra đó là phải có sự hiện diện của, nếu mà có tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump đó, thì ông ta sẽ đi cùng FBI, đi từng phòng để ông ta quan sát hay ông ta quay phim được. Nhưng lúc đó thì người ta bị đuổi ra ngoài hết, cả luật sư cũng không được vào, cả những người đều bị đuổi ra ngoài hết. Thì không biết đâu có ai đi giám sát FBI làm cái gì đâu, chỉ có nhìn theo cái màn hình camera ở trong nhà để mà coi thôi. Nhưng đâu phải là cái góc gác nào cũng có camera đặt hết. Nên cái điều này người ta sợ rằng là trong cái hành động vừa qua, FBI đã lợi dụng thời cơ và đem những bằng chứng giả để cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump. Tất nhiên, đây chỉ là một cái phía cạnh nhìn của những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump mà thôi. Thật hư như thế nào, chúng ta không biết. Sau đó ngày hôm nay thì phía bên luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi rằng các anh có thể đưa ra bằng chứng lý do tại sao các anh đã đột nhập vào nhà của cựu tổng thống Donald Trump. Các quý vị cũng biết đó, là khi các quý vị muốn đột nhập vào nhà của người ta, các quý vị sẽ phải có cái bằng chứng cụ thể, có nghĩa là lý do nào các quý vị đã có tình nghi, ai là người cung cấp cái nguồn tin này, tại sao các quý vị lấy đâu có cái nguồn tin này các quý vị đập nhập, và khi các quý vị đập nhập, các vị tịch thu cái gì, phải công bố ra minh bạch cho người ta biết. Lý do từ đâu dẫn đến cái sự tình nghi và tại sao các vị chắc chắn là tại nhà đó có những cái chứng cứ mà các vị có thể vào đó đập nhập. Thường á, là được sẽ công khai minh bạch. Nhưng đợt này thì phía bên tòa án đã giữ bí mật. Họ nói rằng lý do mà họ không công khai minh bạch, tại sao họ biết được thông tin, tại sao họ phải quyết định đột nhập vào nhà của Tổng thống Donald Trump, bởi vì họ không muốn cái hồ sơ này bị lộ ra, vì cái hồ sơ này đang còn điều tra. Nên tạm thời bây giờ họ không công bố lý do tại sao họ đột nhập vào nhà của cựu Tổng thống Donald Trump. Cái lý do là hiện bây giờ phía bên Tổng thống Donald Trump họ muốn biết ai là người nằm dùng, người nào là người chỉ điểm, kẻ nào là kẻ bán rẻ cựu Tổng thống Donald Trump. Họ muốn biết manh mối FBI lấy từ ai, từ nơi nào, chỗ nào, tại sao làm chuyện đó, tại sao tòa án đã cho lệnh khám xét, cái lý do nào để thúc đẩy cái chuyện này. Thường á, là cái này được công bố một cách minh bạch, nhưng đợt này riêng biệt bởi vì là cựu tổng thống Donald Trump, phía bên tòa án họ đã không công bố. Và cái điều này thì nó là cái điều rất là không đúng. Họ diện một cái lý do là họ bảo vệ để điều tra. Nếu công bố thì sau này cái hành động của họ để mà làm những sự tương tự như vậy sẽ không thành công nữa. Đó là cái lời của họ nói. Nhưng đối với Nguyên thì đây là cái lời ngụy biện. Cái lý do mà họ làm đơn giản như đang giỡn là Nguyên nói thẳng với một câu là họ không muốn cựu tổng thống Donald Trump ra ứng cử năm 2024. Cái điều đó là điều chắc. Họ có thể không làm gì được cựu tổng thống Donald Trump vì dù sao cựu tổng thống Donald Trump cũng là tổng thống, nên là có những cái đạo lực bảo vệ cho những người cựu tổng thống. Muốn đưa cựu tổng thống Donald Trump vào tù cũng khó lắm. Có thể là không làm được gì, nhưng họ có thể làm cho phiền phức, làm cho đảng phái, đảng Cộng Hòa họ không ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trở thành ứng cử viên nữa. Họ có thể làm phiền phức vì sao? Vì cái danh tiếng, vì cái phiền phức lực pháp và cái bộ máy chính trị đất nước Mỹ nó bị suy yếu. Và họ làm như thế để kéo dài, và cái tòa án nó sẽ xử rất là lâu, xử tới năm 2024 còn chưa có xong nữa. Nên là đợt này thì đối với Nguyên, cựu tổng thống Donald Trump đã thất bại. Cái đó là cái điều đáng buồn. Trong cuộc chính trị là chúng ta phải biết co giãn, lúc tấn lúc lùi. Lúc này bây giờ là đảng Dân Chủ đang nắm chủ quyền hoàn toàn hết. Chỉ điều thời gian này cựu tổng thống Donald Trump đã xuất hiện quá nhiều. Ngài đã đi làm quá trời nhiều meeting, chỗ nào ngài cũng đi hết. Ngài lên tiếng quá nhiều. Cái tiếng nói của ngài quá lớn và quá sợ hãi. Và đảng Dân Chủ không thể nào để cho cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện tiếp tục. Và họ đã dùng 1001 chiêu để mà ngăn chặn. Và cái vấn đề này thì đáng là buồn. Vì hiện bây giờ thì đối với Nguyên là cựu tổng thống Donald Trump, ông ta cũng không có tinh thần nữa. Vì thực tế là ông ta không có cách nào bây giờ là phân thân để làm nhiều việc được.
hết cái vấn đề ngày 6 tay tháng 1 chưa xong, vấn đề thế má chưa xong, vấn đề đủ thứ cả. Bây giờ thêm một cái vấn đề khác. Bây giờ người ta cáo buộc rằng là cựu tổng thống Donald Trump đem những tài liệu mật ở trong tòa Bạch Ốc ra ngoài. Và những tài liệu này, cựu tổng thống Donald Trump không có quyền phép khi ông ta không còn làm tổng thống. Tất nhiên đó là lời cáo buộc của họ. Còn cựu tổng thống Donald Trump cho rằng không có tài liệu mật gì cả. Nhưng mà hiện bây giờ báo chí nó vẫn nói như thế. Báo chí nó vẫn nói là trong đó những cái tài liệu mật an ninh quốc phòng không được quyền đem ra khỏi nhà. Và cái điều này thì mình không biết thực hư như thế nào. Vì đây có thể là một cái sự việc nó dàn dựng lên cũng không biết được. Nên cái điều này nó đang dẫn đến một cái điều mà cựu tổng thống Donald Trump phải bị giam với pháp lý và phải phiền phức với pháp lý trong một thời gian cực kỳ là dài. Nên cái đường quay trở lại chính trị bầu cử năm 2024 sẽ vô cùng khó khăn và trắc trở. Và đây đảng Dân Chủ đã thành công. Đảng Dân Chủ đã thành công làm việc đó. Những cái đảng phái mà đang muốn giam giữ Tổng thống Donald Trump trở lại, đối với Nguyên họ đã đạt được mục tiêu. Vì cái việc này nó sẽ kéo dài và nó phiền phức rất là nhiều. Và cái điều này đó là cái điều thất bại. Cái bước đi của cựu Tổng thống Donald Trump nếu quay trở lại, cơ hội thắng cực kỳ là cao trong đảng Cộng Hòa và rất là nhiều người mong đợi. Còn bây giờ thì thực tế Quy không biết, việc bây giờ cái tình hình nó thay đổi mỗi ngày. Bây giờ thì cầu mong sao cho đảng Cộng Hòa, vì mình ơn cựu tổng thống Donald Trump ngày không làm được cái gì hết, phải đảng Cộng Hòa phải hỗ trợ cựu tổng thống Donald Trump thì mới được, phải hỗ trợ mới được, không hỗ trợ là không được. Đảng Cộng Hòa có thể dám sống chết vì cựu tổng thống Donald Trump hay không thì Nguyên còn đặt một câu hỏi. Vì trong đảng Cộng Hòa Reno nhiều lắm, trong đảng Cộng Hòa chống đối cựu tổng thống Donald Trump nhiều lắm, rất là nhiều. Nên là cái vấn đề mà đảng Cộng Hòa dám lên tiếng chết sống cùng tổng thống Donald Trump hay không thì Nguyên còn đang đặt một câu hỏi. Nhưng về vấn đề khác thì cựu tổng thống Donald Trump cũng không có gì. Thực tế như cô chú anh chị em, ông ta không muốn ra làm chính trị, ông ta đâu có đói đâu. Ông ta là tỷ phú mà. Ông ta làm chính trị là bởi vì ông ta thích. Ông ta muốn cống hiến cho đất nước. Bây giờ các người không muốn cho ông làm thì ông nghỉ, ông về hưu thôi. Ông đâu có phải là người cần thiết phải làm chính trị. Chỉ điều là ông muốn cống hiến cho đất nước. Ông muốn đem cái gì lợi theo cái quan điểm chính trị cá nhân của mình. Muốn xây dựng đất nước tốt hơn. Cái chữ ma gà là gì? Làm cho đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông muốn cống hiến mà thôi, chứ ông đâu cần thiết phải làm chính trị. Ông, cựu tổng thống Donald Trump đã từng nói, tôi được sự tôn trọng nhiều hơn khi tôi làm tổng thống. Khi tôi chưa khi làm tổng thống thì tôi đi đâu ai cũng nịnh bợ tôi hết, ai cũng bợ đít tôi hết. Tôi gặp từ đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, ai cũng bợ đít tôi để xin tiền tôi hết, kêu tôi ủng hộ hết. Nhưng khi tôi bước ra chính trị thì tôi bị đả kích, tôi bị người ta đánh phá. Chánh trị là gì? Các quý vị, chánh trị là gì? Trong chánh trị không thể nào tránh khỏi. Và chỉ cần sai một bước cờ, cái sai lầm lớn nhất của cựu tổng thống Donald Trump, Nguyên nói một câu là tin tưởng sai người. Rất là nhiều lần cựu tổng thống Donald Trump đã dấp phải cái điều đó, là tin tưởng sai người, đặt sai niềm tin vào người khác. Đặc biệt là những, Nguyên đã nói rồi, kẻ thù trước mặt không sợ, sợ nhất là chiến hữu sau lưng, đâm mình lúc nào không hay. Nó ọt nhất đẳng quyền đai không bằng dao khoai chém lén là gì? Nó đứng sau lưng mình, nó vuốt vuốt rồi nó quất cái đọt một cái là xong. Vì mình không có phòng thủ, kẻ địch là mình cách xa liền, giống như kẻ địch là Covid vậy, 2 mét. Mày nói chuyện với tao là 2 mét. Kẻ địch là 2 mét, đúng không? Kẻ địch là 2 mét, giống như Putin vậy đó. Nói chuyện là 10 mét, 15, 20 mét. Kẻ địch là mình giữ cái khoảng cách. Mình giữ cái khoảng cách liền là 2 mét. Nhưng mà đâu có biết anh em hay là phụ nữ cứ vuốt che, anh châm, anh là hay lắm, anh tuyệt vời lắm, anh giỏi lắm. Rồi nó kế bên nó thọt một dao là xong, Thì cựu tổng thống Donald Trump là bị cái chiêu này nè. Cái chiêu này là cái chiêu nguy hiểm nhất. Quyên đã nói với các vị, kẻ thù trước mặt không sợ. Quyên không bao giờ sợ, Quyên chỉ sợ là chiến hữu sau lưng thôi. Cái điều đó là lúc nào cũng vậy hết. Cái điều đó là cái điều mà Quyên cực kỳ là sợ hãi trong cái cuộc chính trị là gì? Cuộc chính trị là Nguyên sợ với cái điều đó. Cô chú và anh chị em, nên là bây giờ thì làm sao đây? Khi có những bản tin biến chuyển mới về vấn đề pháp lý
thì cái vấn đề pháp lý nó sẽ kéo dài lắm. Các quý vị đừng có mong là ngày mai ngày mốt nó sẽ giải quyết. Bây giờ phía bên tòa án Hoa Kỳ họ không công bố luôn, không công bố hồ sơ lấy từ nhà của cựu tổng thống Trump, không công bố lý do tại sao đột nhập luôn, họ không công bố gì luôn, có nghĩa là họ giữ mật luôn, họ giữ mật luôn, có nghĩa là báo chí cũng chẳng có ai biết. Nên các quý vị đừng có nghe tin đồn, tin đoán, tin nhảm, tin nhí là cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị bắt vào tù. Cái đó là tin nhảm, tin nhí, không có gì hết. Hiện bây giờ là tòa án nó giữ mật luôn, nó không dám nói cái gì cả. Nó cố tình mà, nó làm như thế để làm gì? Để cho bắt buộc pháp lý nó có chối buộc của cựu tổng thống Donald Trump. Nó sẽ điều tra hoài, nó điều tra 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm tiền nó thích. Nó không có minh bạch cái gì luôn, nó không có minh bạch cái gì cả. Nên các quý vị, nó không công bố làm sao minh bạch được. Đó là bản tin liên quan đến từ Hoa Kỳ. Và bây giờ cập nhật một bản tin nho nhỏ của Việt Nam mà thôi. Dạ cô chú và anh chị em, vừa qua có nhiều cô nói với Nguyên là: cô ơi, cô không muốn nghe tin Việt Nam đâu. Sao cô không nghe tin? Nó tại vì đài Việt Nam nó nói mỗi ngày, cô coi nghe mỗi ngày rồi. Cô vô diễn đàn của con là thích nghe tin thế giới thôi. Thì cô cũng thông cảm. Thì những người nước ngoài cũng vậy, họ coi tin nước ngoài rồi rồi, họ lâu lâu họ cũng muốn biết tin Việt Nam một chút. Nên là cũng phải công bằng cho hai bên, cô chú anh chị em, cho ai cũng có được tin cả. Tin Việt Nam ngày hôm nay chỉ có một tin mà đưa mà thôi nha, một tin mà đưa thôi. Tin Việt Nam ngày hôm nay là tại Đà Nẵng có một người đăng lên một bản tin là Chánh phủ Việt Nam ở Đà Nẵng đã chuẩn bị đề xuất ra cái con đường đèn đỏ. Con đường đèn đỏ. Và đèn đỏ các bạn biết là con đường gì rồi đúng không? Con đường đèn đỏ đó. Chúng ta nói đèn đỏ là chúng ta biết rồi, đèn đỏ là anh nào cũng ngừng hết. Đèn xanh thì chúng ta chạy, mà đèn đỏ thì chúng ta phải ngừng. Các người đúng không? Thì con đường đèn đỏ ở tại Đà Nẵng, thì có một cái anh đó, anh lên trên mạng xã hội, anh đưa ra cái thông tin là sắp tới đây ở tại Đà Nẵng khai thác du lịch sẽ có con đường phố đèn đỏ. Đó, con đường phố đèn đỏ mà các người cũng biết đó. Có anh nào thích đèn đỏ không? Có anh nào có thích đi phố đèn đỏ hay không? Ở tại châu Âu thì phố đèn đỏ nhiều lắm, rất là nhiều. Vì cái nghề nghiệp đó tại châu Âu là hợp pháp, là hợp pháp. Các quý vị là hợp pháp. Thí dụ Hoa Lan nè, nổi tiếng ở Hoa Lan đèn đỏ nè, ở Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đại Nha, nhiều quốc gia, ở Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch. Đan Mạch thì không có phố đèn đỏ, nhưng cái nghề nghiệp vẫn là hợp pháp, vẫn là hợp pháp. Thì cái thông tin này nó sai sự thật, thì Chánh phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản mới bắt cái này lên, phạt tiền anh ta là 7 triệu rưỡi về cái tiền đăng thông tin không đúng sự thật để thu hút khách hàng đến Đà Nẵng du lịch. Có nghĩa là anh này anh đăng cái tin này lên để dụ dỗ khách du lịch. Dụ dỗ khách du lịch đến Đà Nẵng đi tham quan con phố đèn đỏ. Nhưng cái thông tin này không đúng sự thật. Vì nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép làm nghề mại dâm, mà các quý vị cũng biết đó là đạo đức suy thoái nhân cách, nhân phẩm của người Việt Nam của chúng ta. Nên là nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã cấm tuyệt đối vấn đề mại dâm, đúng không? Ok, Nguyên lấy cái bản tin này bắt đầu Nguyên phân tích cho các quý vị. Vậy Nguyên hỏi cô chú anh chị em, tại đất nước Việt Nam của chúng ta có mại dâm hay không? Đầy đường hết. Mại dâm đủ thứ hình thức: quán karaoke, quán bar, bar nhảy, massage, cắt tóc. Cắt tóc, vô cắt tóc, đầu vô trong đầu nó còn nguyên à. Giống như đầu của Nguyên là bây giờ đi cắt tóc, nó vô mà nó ra nó còn nguyên là biết rồi đó, là biết đi cắt tóc chỗ nào rồi đó. Bề ngoài là tiệm cắt tóc, bề trong là nó cắt cái chỗ khác, không biết cắt cái chỗ gì không biết. Nhiều khi tiệm bún bò còn có nữa, vô nó ăn bún bò mà không ăn sao không biết, ăn xong bò luôn. Có nghĩa là nó trá hình đủ thứ hình thức. Cà phê, đúng rồi, cà phê, cà thì phê đúng rồi. Đi quán cà phê, nó cà nó phê mà. Cà nó phê đúng rồi, nó phải cà nó phê đúng rồi. Cà phê, nó trá hình đủ thứ hình thức hết. Nó có đầy đường, đầy phố, đầy hẻm. Chỗ nào mà có ăn, có chơi là có nó. Có ăn, có chơi là có nó. Nó mại dâm đủ thứ hình thức hết. Nguyên không đánh giá mại dâm là xấu. Cho Nguyên nói một câu, mại dâm không phải là tốt, cũng không phải là xấu, là do cái xã hội đến con đường cùng người ta mới làm cái nghề đó. Không ai sinh ra đời mà tôi thích làm mại dâm hết á. Tôi thích làm nghề nghiệp đó hết. Tôi làm cái nghề nghiệp đó là bởi vì cái xã hội nó dẫn đến tôi cái con đường cùng của xã hội, và tôi không còn đường thoát.
Nên Nguyên không đánh giá cái điều đó. Đó là do chánh phủ bất tài. Chưa khoan Nguyên đến cái điều đó, Nguyên chỉ nói điều từng bước một. Thì các quý vị đã thừa nhận với Nguyên là chỗ nào ở tại đất nước Việt Nam cũng có mại dâm hết, trá hình hết, với cái giá cả khác nhau hết. Mà Nguyên nghĩ là anh nào có từng đi rồi khai báo đi, đảng khoan hồng tha thứ. Rượu đế ôm nè, cái này Nguyên không biết à. Nguyên biết là giỏng ôm nè, giỏng ôm có nè, quán giỏng đó, giỏng ôm có nè, câu cá ôm có nè, câu cá cũng có ôm nữa. Mấy cha câu cá mà sao cơm được. Câu cá ôm có nè, cái gì cũng có ôm đó. Nó đúng chung chung là ôm là ông nào cũng có hết. Nói chung chung là cái chỗ nào cũng có. Có nghĩa là chúng ta thừa nhận chung là đất nước xã hội Việt Nam chúng ta vấn đề mại dâm nó khắp đường hết. Nhưng tại sao chánh phủ cấm mà nó lại có khắp đường? Ủa tại sao kỳ vậy? Luật lệ chánh phủ cấm mà tại sao chỗ nào nó cũng có mà ai cũng biết, tại sao công an không bắt? Bây giờ nó thật sự các vị đi một con đường phố có chỉ đó, chỉ có chỗ nào mà có vấn đề mại dâm nó chỉ liền ngay lập tức. Đi hỏi anh taxi thôi, anh biết liền. Hỏi anh tài xế xe ôm anh biết liền. Ủa tại sao công an không biết hả? Khi anh taxi, anh xe ôm anh còn biết. Cái bà bán thịt bò mấy cái lường bà cũng biết, bà bán gạo bà cũng biết. Cả thằng học sinh 5 tuổi, 7 tuổi nó cũng biết. Nhưng mà công an là Việt Nam đã không biết. Wow. Hai cô chú anh xem ngộ không? Nếu công an biết tại sao công an không bắt? Đúng theo luật lệ của Việt Nam thì các vị nói là công an bảo kê. Vậy nếu công an bảo kê có nghĩa là công an sẽ lấy tiền của những người đó cho họ làm việc cái nghề nghiệp đó mà công an bỏ tiền vào túi. Các vị đồng ý không? Đồng ý là công an bỏ tiền vào túi đúng không? Vậy thì Nguyên nghĩ Nguyên là chánh phủ. Nguyên đâu có ngu dại gì. Tự ơn trước sau gì cũng có mại dâm. Trước sau gì cũng có mại dâm. Rồi cuối cùng mại dâm đó nó dẫn đến cái sự việc bệnh hoạn lây lan. Nó dẫn đến cái sự việc mà thuế má không có. Vì nếu là chúng ta hợp pháp nó, chúng ta được quyền lấy thuế, lấy thế một cách hợp pháp. Còn bây giờ chúng ta không hợp pháp quá nó, chúng ta đã bị cái gì? Bị xã hội đen họ giật dây, bị mấy thằng cha công an bảo kê. Vì cái tiền mà lấy đó nó chạy đi đâu? Cái tiền nó chạy đi đâu? Có nghĩa là đối với Nguyên, cái điều chúng ta làm là phải có lợi cho đất nước. Thứ nhất là chúng ta lợi cho kinh tế đất nước. Chúng ta lợi cho kinh tế đất nước. Chúng ta đem cái tiền vào ngân khối đất nước là lợi cho kinh tế đất nước. Chúng ta có lợi vấn đề y tế. Đối với Nguyên, hợp pháp hóa cái vấn đề nghề nghiệp này đối với Nguyên, nó là lợi cho cả đôi đường. Lợi cho cái người làm việc, họ được sự bảo vệ của xã hội. Họ không bị sự giật dây của đảng phái mafia này, mafia kia, đàn anh này, đàn anh kia. Lợi cho sự vệ sinh sạch sẽ và sức khỏe, được sự kiểm duyệt của bác sĩ hàng tuần, hàng tháng. Cô chú anh chị em hàng tuần, hàng tháng. Và lợi cho thế má của chính phủ. Vì tại sao nhà cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam không làm? Mà ngược lại, nếu mà nhà Cộng sản Việt Nam cấm thì phải bắt họ, mà không bắt để vẫn tiếp tục lây lan khắp nơi. Và khi làm như vậy thì kiểm duyệt dịch bệnh không có. Không có kiểm duyệt dịch bệnh y tế. Không có vệ sinh. Cô chú anh chị em không thể nào kiểm soát được dịch bệnh hết. Đặc biệt hơn nữa là để tạo ra cái khủng hoảng buôn người và những sai phạm về tiền bạc hối lộ. Vậy cái nào lợi, cái nào hại? Hợp pháp hay không hợp pháp? Tại sao Nguyên phân tích cái điều này cho các quý vị thấy rõ được? Vì họ muốn lợi dụng cái điều này để bỏ tiền riêng vào túi của họ. Nếu hợp pháp quá thì cái số tiền nó sẽ đi vào trong quốc khối. Họ sẽ không lấy ra được. Vì đây là cái nguồn tiền của họ kiếm bạc tỷ đô la. Họ làm như thế thì họ ăn chia trong bóng tối. Nó không nằm trong cái tiền danh sách của quốc phòng. Cái điều đó là cái điều cho các quý vị thấy rõ được cái nhà cầm quyền nó như thế nào. Khi họ hợp pháp quá nó trở thành một sự minh bạch đàng hoàng. Thì nó phải đóng thuế, người làm việc phải đóng thuế. Thì cái số thuế nó sẽ chạy thẳng vào trong quốc khối. Họ sẽ không bao giờ dễ lấy ra được. Còn bây giờ họ đóng bằng bảo kê thì lấy đóng bằng tiền mặt đi vào đường khác. Thì cái số tiền nó nằm vào trong túi cá nhân của họ. Và họ có một cái chi nhánh tổ chức như thế để kiếm tiền từng địa phương, từng vùng một. Đấy, nên tại sao Nguyên nói có một cái việc mặt, có hai mặt của xã hội chúng ta phải nhìn. Khi chúng ta nói là cái đèn đỏ, chưa chắc là nó xấu. Vì nếu thực tế mà chúng ta cấm đèn đỏ mà hoàn toàn không có là điều tốt. Mà chúng ta cấm đèn đỏ mà nó có khắp nơi thì hãy biến nó thành một cái khía cạnh khác. Nên là cái điều đó trong cái bản tin ngày hôm nay Nguyên lấy cái đó đi
chia sẻ cùng các quý vị cái quan điểm và cuộc sống và tại sao Chính phủ Việt Nam đã làm chuyện này. Nếu thực tế mà Chính phủ Việt Nam muốn cấm thì hãy bắt hết. Vì cái con đường đó ai cũng biết hết, chỗ nào người ta cũng biết, địa điểm nào người ta cũng biết. Nhưng họ vẫn lấy đó để mua bán tiền. Đó là bản tin của Việt Nam của ngày hôm nay. Nguyên không muốn nói sâu quá. Không nói sâu quá thì... Cái đừng nói Nguyên ơi, em xúi dục bậy rồi. Kêu nó đóng hết trơn rồi, anh lấy đâu đi chơi? Nguyên ơi, em xúi dục nhà nước tịch thu bắt hết trơn, anh lấy đâu đi chơi? Anh buồn lắm phải không? Cái chuyện đó là chuyện của anh. Nguyên chỉ có phân tích rằng là cái vấn đề lợi với hại mà thôi. Lợi với hại trong cái sự việc mình mở nó hợp pháp, mình quản lý nó, với cái điều là mình để mập mờ trong bóng tối, và cuối cùng nó còn tai hại hơn thôi. Cái nào cái lợi thì mình lấy cái đó. Chỉ bởi vì Nguyên thấy được là đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng cái đó để bỏ tiền túi riêng mà thôi. Chỉ vậy thôi chứ không có gì cả. Và cho Nguyên ngừng chương trình ở đây, cũng là một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn đã đồng hành cùng Nguyên qua những bản tin đó đây khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn tất cả các vị lúc nào cũng đồng hành. Và cho Nguyên ngừng chương trình, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Bye bye của chú anh chị. Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử. Trôi dậy đi con, giặc kia đang dày xéo non sông, thúc giục con bừng lửa cháy trong lòng. Đứng lên con, đứng lên con, đứng lên con, quốc pha ra vong, hào kiệt ở đâu? Đứng lên con, sao bỏ ngò tuyến đầu? Đứng lên con, đứng lên con. Mẹ gọi con từ ngàn năm lịch sử. Trỗi dậy đi con, trỗi dậy đi con. Giặc kia đang tràn sang chém giết. Thức dậy đi con, đừng ngủ giấc miên trường. Cơn cuộc biến phải liều mình cứu nước. Cơn cuộc biến hô vang lời quyết chiến. Việt Nam ơi, ơi hồn thiêng bất diệt. Trước gian nan xin hãy ngẩng cao đầu. Nay nước nhà đang gặp cảnh bể sâu. Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa. Việt Nam ơi, đây một lời khấn hứa. Ra ngửa bọc thây hơi hào kiệt tỷ phú. Ta thà chết không cúi đầu khuất phục. Quốc pha ra vong, quốc pha ra vong. Hãy trỗi dậy báo ơn người. Con từ ngàn năm lịch sử, trỗi dậy đi con, trỗi dậy đi con, trỗi dậy đi con. Quê hương ta đó một thời vang bóng, hòn ngọc Biển Đông rạng rỡ góc trời. Nay giặc về gây tàn tóc nơi nơi, cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa. Việt Nam ơi, ơi hồn thiêng bất diệt. Trước gian nan xin hãy ngẩng cao đầu. Nay nước nhà đang gặp cảnh bể sâu. Cơn quốc nạn niềm đau nào hơn nữa. Việt Nam ơi.
liều than quyết đền ơn đất nước, ra ngựa bọc thây hỡi hào kiệt sĩ phu, góp bàn tay thề cứu lấy sơn hà để dân chủ nở hoa, dân chủ nở hoa hồn dân tâm. Việt Nam ơi, đây một lời khấn hứa, quốc phá ra vong, quốc phá ra vong.